Hello và chào mừng tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với lại một video Minecraft đầy điên khùng nữa của mình ở trong ngày hôm nay. Và các bạn ơi, thì hôm nay đó hả, là các bạn cũng biết á, là ngày gì đúng không? Đúng rồi các bạn, hôm nay chính là ngày 31 tháng 10, hay còn gọi chính là Halloween. Vậy thì hả, còn gì thú vị hơn ngoài việc hôm nay đó nha, chúng ta cùng kỷ niệm ăn mừng ngày Halloween bằng việc chơi một Minecraft map kinh dị các bạn. Đúng rồi đó, ngày hôm nay đó nha, mình sẽ chơi một Minecraft map kinh dị các bạn ơi. Và ngày hôm nay là mình sẽ đóng vai một anh thám tử đi tìm hiểu các bạn, đúng rồi đó. Tìm hiểu hả về một cuộc tàn sát ở trong quá khứ vào năm 1964 các bạn ơi. Đúng rồi, mình là thám tử mà thì dĩ nhiên á hả là mình phải đi tìm hiểu cái này thôi các bạn. Rồi ok, thì bây giờ đó nha, trước khi chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký cũng như là một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Yes sir too. Rồi ok, bây giờ để mình coi nha. Are you ready? Press button. Ok, bây giờ các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng tiến vào ngày Halloween chưa? Mình đã sẵn sàng rồi các bạn. 3, 2, 1, vô thôi nào. Rồi ok, đầu tiên là mình sẽ nghe một cái tiếng nhạc. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 1964. Tôi tên là KSD. Đã được 4 năm kể từ cái ngày hả diễn ra cuộc tàn sát ở trong một cái hang động. Cho nên là hôm nay tôi sẽ là người phải đi tìm hiểu cái hang động này. Đó, thấy ghê không? Các bạn mà nghe thấy cái vụ tàn sát ở hang động thấy ghê rồi đó, thiệt sự luôn á. Đó giờ hả, mình coi phim kinh dị, mình thường thường hay coi cái phim kinh dị là cuộc tàn sát ở Texas các bạn ơi. Có cái thằng, oh my god, này cái gì vậy trời đất ơi. Mình đang nói chuyện một hồi cái tự dưng hả, mình được dịch chuyển đâu luôn các bạn ơi. Rồi ok, có vẻ như các bạn là hôm nay đó hả, mình sẽ phải đi gọi là đi tìm hiểu quán ở đây. Rồi, để mình đi vòng vòng coi thử nha. Không biết là tìm, bây giờ mình phải đi đâu nữa ta. Chắc là bây giờ mình sẽ phải đi tìm cái hang các bạn, bởi vì hả, mình có nhiệm vụ là đi tìm một cái vị trí nào đó mà. Bởi vì mình phải đi tìm một cái gọi là, mình phải đi tìm cái cuộc, mình phải tìm hiểu vụ án tàn sát ở cái hang các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình sẽ đi chỗ hang. Trời ơi, sao nghe tiếng quái vật ghê dữ trời. Ok ok, hình như ở kia hay có hang các bạn ơi. Có cái gì vậy? Bởi là gì sao máu không vậy? Rồi các bạn nghe kỹ không? Sao tự nhiên mình nghe thấy tiếng quái vật không vậy ta? Gớm các bạn, thiệt sự luôn. Trời đất ơi, Halloween người ta đang sợ muốn chết rồi vậy mà sao tự nhiên mình nghe thấy tiếng quái vật không vậy trời? What the hell? Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ có bắt đầu nhiệm vụ của mình là mình sẽ đi tìm hiểu. Trời ơi, gì tiếng quái vật không vậy ta? Đúng rồi các bạn, ở đây hả chính là đã từng xảy ra một cuộc tàn sát các bạn ơi, cho nên hả là có vật nhiều là điều bình thường thôi. Đây cái đường các bạn ơi, để mình đọc thử nha. Những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở trong cái hang này. Đầu tiên là cái tiếng huýt sáo, sau đó là những cái tiếng từ trong cái hang. Hết rồi, không còn gì hết á. Khó hiểu ghê luôn á. Rồi ok, hy vọng là mình không nghe thấy tiếng huýt sáo hay tiếng động gì ghê gớm các bạn ơi. Mình sợ luôn các bạn. Để các bạn nhớ lần nữa nha, là cái hang này nha đã từng xảy ra một cái vụ án tàn sát giết người và người ta mất tích không bao giờ trở lại các bạn ơi. Cho nên là hôm nay mình phải có nhiệm vụ là đi tìm hiểu. Ok, lại có một quyển sách vào bút lông khác. Mình đọc tiếp. Kẻ giết người, kẻ đứng sau vụ tàn sát vào năm 1964. Tôi cảm nhận rằng hắn ta đang ở gần đây. Tôi thề rằng là có một cái cảm giác lo lắng hả đang tiến vào cái tầng hầm khủng, cái hầm khủng khiếp này. Nhưng cuối cùng, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm hiểu nó. Hay, đúng rồi các bạn ơi, mình là thám tử chuyên gia tìm hiểu những điều bí ẩn mà các bạn. Mình phải gọi là dũng cảm lên, tự tin lên các bạn ơi. Game không nào làm hại chúng ta được các bạn. Hôm nay là Halloween mà, phải đối đầu với sợ hãi các bạn ơi. Rồi ok, ở đây là tiếp tục có một cái sách bút lông các bạn ơi. Tìm cái chìa khóa. Nó rất là gần đây. Chìa khóa nằm đâu trời? What the hell? Không có chìa khóa nằm đâu luôn á. Qua đây hả? Chìa khóa nào không? Thấy chìa khóa đâu trời? Chìa khóa gì vậy nhỉ? Cái gì vậy? Vậy gì vậy? Các bạn ơi, các bạn, tự nhiên nó bị sập các bạn ơi. Cái hang nó bị sập các bạn. Cái hang nó bị sập. Cái hang nó bị sập các bạn ơi. Rồi bây giờ tối thui không thấy gì luôn á, trời đất ơi. Tối thui vậy? Hay mấy cái gì đó thui à?
What the hell? Từ các bạn ơi, mình thấy tối thui các bạn ơi. Mình thấy cái gì luôn á. Tối thui vậy trời. Tiêu rồi, tối thui à. Ủa các bạn ơi, cứu mình với. Mình đang ở đâu vậy cha? Hay là đường này nhỉ? Đường này bị kẹt hay sao các bạn ơi? Ở đây không có đường. Mình tối thui rồi trời đất ơi. À có cái gì nè. Một cái đầu lâu. Trời ơi, như đây đang mò kim đáy bể trời. Ủa cái gì hết hồn. Cái biển các bạn ơi. Nó ghi là he is close. Hắn ta đang ở gần các bạn. Ma ơi, hình hết hồn luôn á, thiệt sự. Cái biển mà mình tưởng cái gì không à. Có cái gì đó đỏ các bạn ơi. Đút redstone. Ủa đang đâu vậy? Mình đang đâu đây? Ủa cái gì đây? Ai đây? Ủa cái này... oh my god. Trời đất ơi, mình nói chung với cái thằng này các bạn. Cái gì vậy? Trời ơi, Halloween mà làm khó nhau vậy trời ơi. Căng thẳng vậy. Hắn ta đã thức dậy. Hắn ta đang trên đường. Oh my god, các bạn coi cái đường này các bạn ơi. Các bạn coi nè. Cái đường này ở đây có hai cái đường các bạn ơi. Một cái đường đỏ và cái đường xanh. Sao mình nghe cái tiếng hút xá rồi mấy tiếng thì thầm này thầm bên quanh tay mình thấy ghê các bạn. Mình ngán ghê luôn á. Thôi bỏ qua đi các bạn ơi. Bây giờ mình chọn được nào bây giờ. Này giống như là mình đang chơi Pokemon Red and Blue các bạn. À Pokemon Red and Blue á là bây giờ chọn Pokemon xanh hay là Pokemon đỏ nè. Thôi mình thích màu xanh các bạn ơi. Mình chọn màu xanh vậy. Để xem có gì bên đây không. Đi tìm hiểu thử coi. Tìm hiểu thử. Phải tìm hiểu thử. Đây có gì không. Ở đây có, như ở đây còn cái rương các bạn ơi. Đúng rồi nè. Một cái nút đá được đánh bóng. Có thể đặt lên ván gỗ sồi sẩm và đá cuội. Ok, sách và bút lông. Home. Ở nhà, tôi về nhà rồi. Nhưng làm sao tôi có thể tìm cách thoát khỏi chốn kinh khủng này bây giờ. Ngươi có chắc rằng ngươi đang một mình không? Hãy nhìn kỹ hơn. Lúc lâu giờ. Thấy dỗ chạy. Lúc lâu giờ thấy gì đâu. Mình phải đi tìm hiểu cái gì đó. Hình như mấy cái này nó hình như là nó chỉ gọi là nó quanh quẩn quanh đây các bạn ơi. Lạ ta. Sao mình nghe tiếng thì thầm này mình thấy gớm quá các bạn, thật sự luôn á. Mình không muốn nghe tiếng thì thầm chút nào đó. Nó kinh khủng quá các bạn. Nó kêu mình cluck closer, thấy closer cái gì đâu. Chả biết luôn á. Ê, từ. Hồi nãy đó nha, mình thấy ở đây có một cái cửa sắt các bạn ơi. Có cửa sắt đúng rồi đó. Mình thử dùng cái lúc đấy này mình mở cái sắt thử coi. Đúng không ta? Đúng không các bạn, mới được đấy các bạn. Rồi ok, giờ sẽ đi vô. Ây da, càng ngày càng thú vị nha, càng thú vị nha, được nha. Ôi trời ơi, cái... Con quái vật hay trời, cái bức tranh các bạn ơi. Con quái vật, cái bức... Gớm. Quỳ luôn á. Hết cả hồn mà. Tuy hả, mình là một thám tử tài ba, chuyên gia tìm hiểu những điều bí ẩn và siêu nhiên. Nhưng mà thật sự các bạn ơi, điều này làm cái tim mình cảm thấy thiệt thử á. Cái tim nhỏ bé của mình, anh Steve bị đứt đầu rồi các bạn ơi. Mấy cắt đá nè. Cái giường nè các bạn. Cái gì vậy trời. Ở đây có cái cuốc chim đá các bạn ơi. Có thể phá được đá đen để đánh móng nứt. Có thang nè các bạn. Sao cái tiếng quái vật cái tiếng thì thầm hoài vậy. Đừng nói thôi. Nè các bạn thấy không. Cái khu vực này các bạn ơi. Cái tên sát nhân các bạn ơi. Hắn ta đã giết người các bạn thấy không. Hắn ta đã chặt đứt đầu các bạn. Nè thấy không. Chết máu quá trời không nè. Giờ phá ở đâu bây giờ ta. Ở đây hả. Hình như phá đây không được. Đây hả ta? Ồ phá ở đây không? Phá đâu vậy? Ồ phá đây các bạn ơi. Trời đất ơi. Cái này là chỗ nào vậy? Hình như bây giờ là mình phải bắt cua hả? Ôi trời đất ơi, mình bắt cua rất là dở các bạn ơi. Mình cực kỳ ghét bắt cua luôn á. Thiệt các bạn. Ok để mình ráng. Rồi ok. Ok để mình ráng các bạn ơi. Don't die, đừng chết. Bây giờ mình phải nhảy qua đây các bạn ơi. Ok nhảy qua đây nào. Ủa không được. Ủa nhảy qua đây không được các bạn. Ôi sao mình không chết, mình dưới nhà mà mình không chết vậy. Ủa cái gì đây. You draw. Ủa đường này đường nào vậy. Cái gì vậy. You draw only closer to the truth. Ngươi chỉ càng ngày càng tới gần với sự thật hơn thôi. Ồ các bạn ơi, vậy hóa ra đó nha, đây chỉ là dung nham ảo các bạn. Dung nham ảo. Cho nên hả là chúng ta sẽ không bị bất cứ cái gì hết á các bạn. Đây chỉ là dung nham ảo các bạn ơi. Chết là một cái con đường khác, nhưng nó không phải là lối thoát. Trời đất ơi, là sao trời. Ok ok. Có vẻ như là mình đã đi ra ngoài rồi các bạn ơi. Đúng không. Ok ok các bạn ơi. Vậy là mình ra ngoài rồi các bạn.
May mắn ghê các bạn ơi. Hay da, vậy là mình phải làm... Ủa, hình như đây nhà của mình luôn hay sao á. This is... Từ từ, mình thấy có mấy cái biển các bạn ơi. Nghe là this is gì nè. This is not real. The cave cannot be escaped. Đây không phải là sự thật. Cái hang này thì không thể nào trốn thoát được. Là sao trời? Ây da, vậy là mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt vào ngày Halloween sao? Không được, không được. Mình là một nhà thám hiểm tài ba, thám tử các bạn ơi, không thể nào thoát khỏi được các bạn. Không nào mà không thoát khỏi được. Ồ. Mình nhớ bức tranh này các bạn ơi. Cái bức tranh này á là một cái bức tranh là nói về cái ông thần là hình như mình không nhớ thông tin gì, nhưng mà đó là trong thần thoại Hy Lạp đó các bạn. Là cái ông này ổng sợ những người con của ổng á sẽ gọi là đánh bại ổng để mà giải thoát hay là giành lại quốc gì đó các bạn ơi. Cho nên đó nha, là khi mà đẻ con ra các bạn ơi, là ổng quyết định ăn hết toàn bộ con ổng các bạn, thấy không nè. Ổng đang ăn đứa bé các bạn thấy không. Đó, là ổng đang ăn con ổng đó các bạn. Ây da, ở đây còn một cái rương đồ, một cái bàn chế tạo. Mình chế bảo cái gì đó hay hay, mình như kiếm kim cương rồi được không. Mình đi bảo vệ bản thân mình các bạn, chứ mình sợ quá các bạn, thiệt sự luôn á. Đây có cái đĩa nhạc nè. Ờ, hình như là không có hình như là không có nhạc các bạn ơi. Nhưng mà sau khi mình vừa chơi nhạc xong á thì cái cửa này nó mở ra luôn. Ôi trời ơi. Cái quỳ, mình ghét chú hề thực sự nha. Còn đây còn chú hề mà mắt đỏ nữa. What the hell. Đây chính là ám ảnh các bạn ơi. Ám ảnh vào ngày. Ôi cửa này mình không, cửa này mình. Ôi hồi hình như là mình quên phá hay gì á. À đâu, hình như là mình chưa tìm được cái cửa để mình mở ở đây. Ok, để mình tìm, bây giờ để mình tìm cái đường nào đó để mình có thể mở được. Mình có thể cái nút các bạn ơi để mình mở. Đập này hả ta? Sách bút lông nè. Nghĩ gì vậy? 1964 newspaper báo hết năm 1964. Bo Iskat đã biến mất khỏi nhà của anh ta vào ngày thứ ba. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm. Là sao trời? Vậy là sao? Ờ, vấn đề bây giờ là mình làm sao để mình có thể đi được cái đường này nè. À, có đường lên lầu nữa các bạn, để mình lên lầu thử. Ờ, trên lầu thì mấy cái bức tranh này nhìn ghê quá nha. Sao trong lòng nè các bạn ơi. Báo mới vào 1964, đã có một vài công nhân bị giết hại, bị xẻ thịt ở cái cây, ở cái hang Laskin. Cảnh sát không tìm thấy được nhân chứng. Cái hang này đã bị đóng cửa hoàn toàn. Rồi, cái hang này chính là cái hang quái vật đó các bạn ơi, mình nghĩ như vậy á. Trời ơi, hết hồn à. Thấy tàn quái vật không vậy trời ơi. Sợ thiệt sự luôn á. Đừng rời khỏi đây, don't leave. Trời đất ơi, thiệt sự luôn á. Cái map Minecraft này các bạn ơi, nó hù mình bị kinh khủng rồi đó. Nó không có hù mình bằng mấy cái jumpscare bình thường nha, mà nó hù mình bằng mấy cái cảnh này các bạn, rất là sợ luôn á. Đúng là Halloween mà các bạn ơi. Thôi từ 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 đi rồi, mình đói hùng các bạn ơi, mình ăn miếng bánh rồi đó. Trời ơi, không chăn bánh luôn hả? Tôi ăn đói mà, chăn bánh miếng bánh đi chứ. Khổ quá đi à. Ok, mình thấy một cái nút đá đen các bạn ơi. Xuống dưới nhà nào. Hy vọng là mình sẽ thoát khỏi đây. Mình phải tự thoát ở đây các bạn ơi. Mình phải về nhà với lại vợ con mình các bạn. Đùa chứ, trời ơi nữa. What the hell, mình còn chưa kịp. Không có ai có thể rời khỏi cái Laskin Cave. Ở đây có jump scare không vậy? Hả? Ở đây có jump scare không? Thiệt luôn á, có jump scare không vậy trời? Giờ phải làm sao đây? Đi qua được không ta? Chắc đi qua, đi qua được đó các bạn. Ok, đi qua được các bạn ơi. Ngồi gì đây? Cái này mình phá được không ta? Phá thử coi. Ui trời ơi, lại là con. Sao cứ có mấy con quỷ này nó nhìn tôi lắp lại. Lắp hết được luôn các bạn ơi. Thanks for laying. Have you truly left the cave or you over here? Là các bạn ơi, thì là có vẻ như là mình đã có thể. Vậy là xong áo các bạn. Vậy là mình hiểu rồi các bạn ơi. Nói chung nói nha, là nội dung ngày hôm nay các bạn ơi, là mình sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở trong cái hang động này các bạn ơi. Và mình sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mình các bạn. Nói chung các bạn, đây chính là cái sự ám ảnh các bạn ơi. Cái hang này sẽ mãi mãi giam cầm mình trong ngày Halloween. Và mình sẽ mãi mãi không thể nào thoát khỏi đây các bạn ơi. Thì ok các bạn, bây giờ mình nghĩ tạm thời dừng lại ở đây. Thì nếu như các bạn thích này, hãy cho mình một lượt like nha các bạn ơi. Nếu như bạn chưa hình, đăng ký cho mình luôn nha. Hãy cho mình luôn cả đăng ký. Giờ bạn ơi, hẹn lại nha các bạn. Bye bye. Yeah, yes chú. Trời đất ơi, kẹt lại đây mãi mãi rồi. Ôi không.